thần cấp ở rể Diệp Vô Phong. Chương 726, giết toàn bộ. Bọn họ đương nhiên rất sợ hãi, nhưng cũng biết hiện tại không có cách nào, chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn. Không có cách nào cứu được Diệp Vô Phong, cũng không có cách nào bắt được kẻ đột nhập. Diệp Vô Phong lúc này giống như người thường, bị vệ sĩ đấm mấy phát, giả bộ ói ra mấy ngụm máu, ngã xuống đất ho khan kịch liệt. Thế thân của Triệu Lỗi Phong thờ ơ nhìn tất cả những thứ này, ông ta biết nếu không phát hiện ra kẻ đột nhập, sân nhà của họ sẽ không an toàn. Và tất cả bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, ông ta biết điều này, ông ta cũng thấy được sức mạnh của kẻ đột nhập, có thể giết hơn chục tên vệ sĩ với súng trong tay chắc chắn không đơn giản chút nào. Thế thân của Triệu Lỗi Phong trông có vẻ lãnh đạm, ông ta cũng không cảm thấy gì nếu trong quá trình này có vài người chết, miễn là tìm được kẻ đột nhập thì có giết chết mấy tên nhân viên cũng đáng. Cùng lắm là bồi thường cho người nhà của những công nhân này một khoản tiền thôi, vấn đề này đối với nhà họ Triệu không là gì cả, chỉ cần phát hiện kẻ đột nhập, bọn họ sẵn sàng chi thêm tiền, an toàn ở nơi này mới là vấn đề mà họ muốn quan tâm. Diệp Vô Phong lúc này đang ngã trên mặt đất, quản gia Tần nhìn về phía Diệp Vô Phong, mau nói cho tao biết, mày có phải là người đột nhập không? Toàn thân Diệp Vô Phong run lên, nhìn quản gia Tần, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, anh vội vàng lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu. Sau khi thế thân của Triệu Lỗi Phong nhìn thấy cảnh này, lập tức nói, nhìn những người khác đi, tên nhóc này thật nhát gan. Nếu là kẻ đột nhập thì hắn đã đánh trả từ lâu rồi, quả thực là người thường. Quản gia Tần nghe xong chỉ có thể nhanh chóng gật đầu, sau đó chỉ vào một công nhân khác, chờ sau khi những công nhân này ngã xuống đất hết, nhưng cũng không phát hiện ra kẻ đột nhập. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quản gia Tần lúc này mồ hôi nhễ nhại, ông ta biết nếu không tìm được kẻ đột nhập thì căn nhà này sẽ không an toàn, điều quan trọng nhất là kẻ đột nhập vẫn ở trong số các nhân viên. Nếu Triệu Lỗi Phong vẫn nghĩ như vậy thì ông ta có một trách nhiệm rất lớn. Đương nhiên ông ta biết nhà họ Triệu xử lý loại chuyện này như thế nào, bọn họ không thể có cách nào sống sót được. Vì vậy, tất nhiên ông ta không muốn mình thực sự bị giết bởi vấn đề này, ông ta cảm thấy mình thật sự rất oan uổng. Thế thân của Triệu Lỗi Phong lúc này mới lãnh đạm nói, xem ra kẻ xâm nhập cũng không có trong đám người này, hoặc là người đó ngụy trang quá tốt, cho nên mới không xuất hiện. Quản gia Tần không còn cách nào khác, cũng không biết làm cách nào để tìm ra kẻ đột nhập, nhưng ông ta biết rằng hiện tại chuyện này phải có một kết quả. Thế thân của Triệu Lỗi Phong đứng ở bên cạnh nói, nếu không tìm được kẻ xâm nhập, chúng ta hãy giết hết bọn chúng, tuân thủ nguyên tắc thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Quản gia Tần mở to mắt khi nghe vậy, cái gì? Thế thân của Triệu Lỗi Phong nói, ông không nghe lầm đâu, giết hết thảy. Nếu kẻ đột nhập bên trong, thì cũng xong đời rồi, không phải sao? Nói xong, tất cả vệ sĩ đều rút súng lục ra, đối mặt với những nhân viên này, nhưng thật ra những vệ sĩ này cũng sợ hãi, đương nhiên không dám làm chuyện như vậy. Nếu chỉ đơn giản là giết một kẻ địch thì đương nhiên có thể làm được, nhưng ở đây có hàng trăm nhân viên, nếu trực tiếp giết hết bọn họ, thì đây là một cuộc thảm sát, cho dù họ chịu một tay che trời ở Tây Sơn, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào để che giấu chuyện này. Nếu một lúc cả trăm người chết, đều chết trong nhà họ Triệu, thì bên chính phủ sẽ trực tiếp phái quân đội đi trấn áp, dù sao loại chuyện này cũng đã tới mức khủng bố rồi. Cho nên quản gia Tần còn tưởng rằng mình nghe lầm, vội vàng nói, ông điên rồi à, muốn giết hết thảy để giải quyết chuyện này ư. Thế thân của Triệu Lỗi Phong thờ ơ nói, hiện tại đừng nói là xử lý chuyện này, không phải là ông không biết tình huống hiện tại, có kẻ đột nhập vào đây, nếu chúng ta cứ mặc kệ thả ra, thật sự là rất nguy hiểm. Ông bằng lòng để mọi người trong nhà họ Triệu gặp nguy hiểm ư. Sau khi thế thân của Triệu Lỗi Phong nói xong, quản gia Tần chỉ có thể im lặng, ông ta biết mình không thể ngăn cản chuyện này, tính tình của thế thân của Triệu Lỗi Phong hết sức tàn nhẫn. Nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày tất cả công nhân trong nhà họ Triệu đều bị giết chết, vì vậy ông ta chỉ có thể quay đầu lại, không hề nhìn đám công nhân này. Và những công nhân này vô cùng hoang mang hoảng sợ, nhưng họ đã bị đánh đến mức không thể đứng dậy, vì vậy họ không có cách nào để chạy thoát. Chỉ có thể nhìn những vệ sĩ này với sự tức giận vẽ đầy trên mặt, nhưng ngay sau đó họ lại bắt đầu cầu xin lòng thương xót, bởi vì họ biết, nếu những vệ sĩ này nổ súng, họ sẽ chỉ còn cách chờ chết. Quản gia Tần nhìn thế thân của Triệu Lỗi Phong, mà thế thân của Triệu Lỗi Phong chỉ lãnh đạm nói, nổ súng đi. Các vệ sĩ lần lượt lên nòng, nhưng vẫn không dám bắn, tay hơi run, ở đây có cả trăm sinh mạng, đều là người thường, bây giờ không phải ở thời đại phong kiến. Không có tội ác nào bị trừng trị đến mức Chu Di cửu tộc cả.
vì vậy họ cũng không dám bắn. Thế thân của Triệu Lỗi Phong khó chịu nói, làm sao vậy, tôi nuôi các người để các người báo đáo tôi thế này sao? Chuyện nhỏ này mà làm không được thì tôi nuôi các người có ích lợi gì? Quản gia Tần lúc này rất khó chịu, vội vàng nói, Triệu Lập, ông có biết hiện tại mình đang làm gì không? Đừng nói là ông không có quyền làm, cho dù là có quyền, những vệ sĩ này cũng sẽ không nghe lời ông đâu. Triệu Lập quay đầu nhìn quản gia Tần, ông có biết mình vừa nói gì không? Quản gia Tần nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên biết, tôi đang ngăn cản một chuyện kinh khủng, ông cũng biết tình huống hiện tại, tuy rằng kẻ đột nhập có thể ở trong số đó, nhưng hiện tại cả đám đều bị đánh ngã xuống đất rồi, họ đều là những người bình thường. Ông ta chỉ vào Triệu Lập và nói, bây giờ ông định giết nhiều người bình thường như vậy, lương tâm của ông sẽ không đau sao? Và chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Làm sao để những người bên ngoài có thể không biết, làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó chứ? Các quan chức chính phủ có thể không biết sao? Triệu Lập thờ ơ nói, đây không phải là điều chúng ta cần nghĩ, điều chúng ta cần nghĩ là tìm ra kẻ đột nhập, hoặc là giết hết nhân viên và giết hết những người có thể là kẻ đột nhập, nhân viên thì có thể tìm từ bên ngoài vào lại. Quản gia Tần lúc này không biết nên nói gì, nhưng ông ta biết mình sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy, cũng sẽ không bao giờ phối hợp với người này làm chuyện như thế. Ông ta biết rằng lương tâm của mình vẫn còn đó, và nếu giết tất cả những người này, ông ta sẽ sống trong bóng ma cho đến cuối đời. Chương 727, Người ngụy trang. Lúc này ông ta rất bất bình nhìn Triệu Lập, nhưng Triệu Lập vẫn không buông tha, vẫn muốn đám vệ sĩ giết mấy nhân viên này. Lúc này, ông ta hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ đến bộ dạng ngứa mắt của Diệp Vô Phong đứng trước mặt ông ta tối hôm qua, còn có những lời uy hiếp kia nữa. Ông ta sợ mình sẽ toi mạng, chính vì thế mới cực đoan như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy những vệ sĩ này không dám bắn, ông ta lập tức rất bất mãn, chỉ vào mấy tên vệ sĩ nói, các người làm sao vậy, tôi bảo nổ súng, các người làm gì vậy hả? Các vệ sĩ đều nhìn nhau, nhưng ngay sau đó họ đã cất súng lục đi, một vệ sĩ đứng ra nói, thật sự xin lỗi gia chủ, chúng tôi không thể làm gì những người bình thường này, nhất là bọn họ đã thành như thế này rồi, số lượng lại nhiều như vậy, nếu chúng tôi ra tay thì chẳng khác nào loại cầm thú súc sinh cả. Sau khi vệ sĩ nói xong, Triệu Lập cười ha hả, lấy súng lục của mình ra, đối mặt với vệ sĩ đang nhìn Triệu Lập với ánh mắt khó hiểu. Triệu Lập nói, nếu như vậy thì tôi giữ các người có ích lợi gì? Đều có thể chết hết đi. Bùm! Nói xong, Triệu Lập thật sự nổ súng, viên đạn bắn thẳng qua ngực của vệ sĩ, hai mắt của vệ sĩ mở to, che ngực ngã xuống đất. Lúc này những vệ sĩ khác đều sững sờ, chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Lúc đầu còn tưởng rằng Triệu Lập sẽ không bắn, dù sao thì không phải ai cũng có thể làm được loại chuyện này. Tàn sát nhiều người như vậy, ngay cả nhà họ Triệu cũng không bao giờ có thể làm được. Nhưng bây giờ Triệu Lập đã không chút do dự giết chết vệ sĩ của chính mình, chỉ vì bọn họ không nổ súng giết những người bình thường này. Trong lúc nhất thời, tất cả vệ sĩ đều cúi đầu im lặng. Triệu Lập chĩa súng về phía một vệ sĩ khác, ông ta cười nói, bây giờ, mày bắn chết những người này đi. Nếu không tao sẽ giết chết mày. Tên vệ sĩ này không ngờ rằng sẽ đến lượt mình, cũng không ngờ rằng Triệu Lập không định kết thúc loại chuyện này, còn định để bọn họ giết những người bình thường đó nữa. Loại chuyện này rõ ràng là chuyện điên rồ, không hiểu sao Triệu Lập lại muốn bọn họ làm như thế. Tất nhiên là họ không hiểu gì cả. Quản gia Tần ôm Triệu Lập lại, ông điên rồi à? Triệu Lập chĩa súng về phía quản gia Tần, câm miệng, nếu ông dám nói một lời, tôi sẽ giết ông. Lúc này toàn bộ hiện trường có chút hỗn loạn, đám vệ sĩ này lúc này rất khó chịu, nhưng bọn họ cũng biết mệnh lệnh của gia chủ nhà họ Triệu nhất định phải tuân theo. Toàn thân bọn họ vẫn còn đang run rẩy, vẫn không thể xuống tay được. Lúc này, Lão Mộ xuất hiện trước mặt Triệu Lập, được rồi, chuyện này tới đây thôi, kẻ đột nhập không nhất định phải nằm trong số những nhân viên này. Sự xuất hiện của Lão Mộ khiến Triệu Lập rốt cuộc cũng không cam lòng mà dừng lại hành động của mình, nhưng vẫn nói, nhưng cũng phải đề phòng. Ngăn chặn mọi hậu họa chứ. Lão Mộ thờ ơ nói, nếu thật sự giết hết bọn họ, chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện tiếp theo ông có thể xử lý sao? Triệu Lập im lặng. Lão Mộ nói tiếp, không thể làm thế, cho dù nhà họ Triệu là gia tộc lớn như thế nào, ông tuyệt đối không được làm loại chuyện này, nếu không bên quân đội sẽ tới, cho dù là gia tộc lớn cũng không thể che đậy, cũng sẽ bị tiêu diệt thôi, tôi nghĩ ông biết điểm này mà. Triệu Lập chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhưng ông ta vẫn không phục lắm, ông ta cũng biết tình hình hiện tại nhưng rất không cam lòng,
suýt chút nữa đã giết hết nhân viên này, sau đó cũng giết luôn kẻ đột nhập rồi. Lão Ngộ thở dài nói, chuyện này kết thúc ở đây đi, nếu có vấn đề gì cứ để tôi lo liệu gánh vác là được. Triệu Lập cười ha hả nói, nếu Lão Ngộ đã nói như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói, nếu tôi không thức thời thì thật sự không phải người mà. Những vệ sĩ khác thở phào nhẹ nhõm, lúc này nhân viên trên mặt đất cũng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có người còn khóc, bởi vì họ biết rằng cuối cùng họ đã sống sót. Lão Ngộ cười nói, thực sự xin lỗi, chuyện này đã làm phiền mọi người, nhưng mọi người hãy tin rằng nhà họ Triệu của chúng tôi nhất định không phải là một gia tộc giết người vô tội bừa bãi. Các người có thể yên tâm tiếp tục làm việc ở đây. Tuy nói như vậy, nhưng Lão Ngộ cũng biết không ít nhân viên sẽ không muốn ở lại đây, nhà họ Triệu sắp phải tuyển thêm một đợt nhân viên mới nữa rồi. Sau khi các nhân viên được đội ngũ y tế của nhà họ Triệu chữa trị xong, họ đều trở về ký túc xá, nhưng hầu hết đều thu dọn đồ đạc rời đi, người ở lại cũng không nhiều lắm. Lão Ngộ thấy Diệp Vô Phong đã ở lại, tò mò hỏi, cậu không định rời đi sao? Dù sao thì cậu là người đầu tiên bị kéo ra ngoài mà. Diệp Vô Phong bày ra vẻ mặt không hài lòng nói, đương nhiên là tôi muốn ở lại, như tôi đã nói lúc đó, nếu như còn sống sót, tôi sẽ giết tên tần quản gia kia. Nghe xong, Lão Ngộ cười ha hả, vậy tôi thật tò mò, cậu định giết ông ta như thế nào? Diệp Vô Phong tức giận nói, đương nhiên là leo lên vị trí cao hơn. Khi trèo cao hơn ông ta, tôi sẽ giẫm chết ông ta. Lão Ngộ nghe xong chỉ cười nói, tốt lắm chàng trai trẻ, những lời cậu nói không sai, nhưng cậu cũng biết loại chuyện này còn cần rất nhiều cố gắng đấy. Diệp Vô Phong gật đầu, đương nhiên, tôi sẽ không lười biếng đâu. Sau sự việc này, Diệp Vô Phong đã quay trở lại vị trí của mình. Bên trong phòng làm việc, Triệu Lỗi Phong híp mắt nhìn Triệu Lập, chú thật sự không có chút thay đổi nào, làm việc vẫn cứ điên cuồng như thế. Triệu Lập tức giận nói, anh thì biết cái gì, tôi chắc chắn kẻ đột nhập ở trong đám người đó. Triệu Lỗi Phong nhìn về phía Lão Ngộ cười nói, Lão Ngộ, ông nghĩ như thế nào? Lão Ngộ lắc đầu, tôi cũng không biết, nhưng tôi nhìn thấy tất cả đều là người thường, cũng không có người luyện võ. Triệu Lỗi Phong thờ ơ hỏi, vậy chẳng lẽ người đó cải trang thành người thường? Lão Ngộ gật đầu, chuyện này cũng có thể, dù sao võ giả muốn cải trang thành người thường thì cũng rất dễ dàng, nhưng nhìn chi tiết vẫn có thể nhìn ra được, dù sao thì người luyện võ đi hay làm gì thì sẽ sử dụng mấy động tác của người luyện võ theo thói quen. Triệu Lỗi Phong hỏi, vậy là ông không thấy ai đi bộ hay làm việc theo kiểu luyện võ à? Lão Ngộ lắc đầu, đúng vậy, tôi chưa tìm được người nào có kỹ năng như vậy. Triệu Lỗi Phong mỉm cười, nếu đã vậy thì chúng ta không có lý do gì để nói rằng kẻ xâm nhập đang ẩn náu trong những nhân viên đó. Triệu Lập rất không vui nói, anh có biết, anh chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi không? Nếu bây giờ để bọn họ đi, trong tương lai có thể sẽ có kẻ đột nhập xuất hiện và giết chết tất cả chúng ta đấy. Chương 728, người kế vị của nhà họ Triệu. Triệu Lỗi Phong lạnh nhạt nói, thật sao? Nhưng dù vậy, chúng ta cũng không thể giết tất cả mọi người. Trừ phi nhà họ Triệu không muốn tiếp tục lăn lộn ở Hoa Hạ nữa. Triệu Lập chế nhạo nói, anh không biết thân phận của nhà họ Triệu chúng ta ở Tây Sơn sao? Cho dù có giết bọn họ, chuyện này cũng không bao giờ truyền đến tai bên trên đâu. Triệu Lỗi Phong cau mày, chú có biết mình đang nói cái gì không? Chú nói không truyền đến tai bên trên, chú chắc chắn như vậy ư? Triệu Lập nở một nụ cười tự tin, không phải sao? Nhà họ Triệu của chúng ta từ khi nào lại sợ người khác vượt mặt chứ? Chẳng phải luôn là cường giả mạnh nhất Tây Sơn sao? Triệu Lỗi Phong thở dài, Triệu Lập, chú thật sự không hề biết sợ hãi. Triệu Lập khinh thường nói, chỉ cần đủ mạnh, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Nhà họ Triệu có được ngày hôm nay, chẳng lẽ là do sợ hãi nên mới có được ngày hôm nay ư? Triệu Lỗi Phong biết mình không có cách nào thuyết phục được Triệu Lập, cho nên cuối cùng chỉ xua tay, chuyện cứ như vậy thôi, chú đi xuống đi. Triệu Lập chỉ khinh khỉnh khịt mũi rồi quay về phòng, gia chủ hiện tại vẫn là Triệu Lỗi Phong, tuy họ là sinh đôi nhưng thân phận ở nhà hoàn toàn khác nhau. Một người là gia chủ, còn một người chỉ là thế thân cho gia chủ mà thôi. Nếu không phải nhà họ Triệu chưa từng có nội chiến, ông ta đã sớm muốn đoạt lại vị trí này rồi. Tôi thật sự không hiểu vì sao hồi đó bố lại chọn anh ấy. Nếu như chọn tôi, có lẽ bây giờ nhà họ Triệu của chúng ta không chỉ hùng mạnh ở Tây Sơn thôi đâu. Có lẽ toàn bộ Hoa Hạ này đều sợ nhà họ Triệu của chúng ta rồi. Triệu Lập ngồi vào ghế đầu, bất mãn nói. Nhưng mà đây chỉ là những ông ta có thể nói, và những người nghe được cũng chỉ nghĩ rằng họ chưa nghe thấy mà thôi.
Loại chuyện này đương nhiên sẽ không có kết quả gì. Diệp Vô Phong tiếp tục làm người giúp việc cho nhà họ Triệu, và sự nghi ngờ về anh cũng bị loại bỏ khi Triệu Lỗi Phong nhìn thấy cảnh Diệp Vô Phong ngủ suốt ngày qua camera giám sát. Triệu Lỗi Phong ngồi trên ghế, cau mày, ông ta cực kỳ bối rối, không cách nào tìm người thảo luận loại chuyện này. Lão Mộ xuất hiện ở trước mặt ông ta, lãnh đạm nói, ông còn đang suy nghĩ về chuyện của Cục Hồng Thuẫn ư? Triệu Lỗi Phong gật đầu, đúng vậy, chuyện xảy ra với Cục Hồng Thuẫn lần này rất rõ ràng, đơn giản là muốn diệt trừ đại gia tộc của chúng ta. Bất kể chuyện này như thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ để nó phát sinh, ít nhất sẽ không để nó phát sinh với chúng ta. Lão Mộ bất lực nói, nhà họ Triệu có thể phát triển là bởi vì Hoa Hạ cần sự lớn mạnh của chúng ta để đưa nền kinh tế của toàn bộ Tây Sơn khởi sắc, nhưng bây giờ là hình thức kinh tế của Hoa Hạ đang dần dần cải biến, cấp cao Hoa Hạ không cho phép một nhà chúng ta độc đại. Triệu Lỗi Phong nghiến răng nghiến lợi nói, tôi đương nhiên biết chuyện này. Bố tôi ngay từ đầu đã nói rồi, cấp cao của Hoa Hạ luôn có khả năng tá ma giết lừa. Lão Mộ rửng rưng nói, cho nên loại chuyện này là không thể tránh khỏi. Lúc đầu ông chủ rất khôn ngoan, đã chuyển một số ngành công nghiệp đến nước Mã Tây, cho nên dù bây giờ chúng ta rời khỏi Tây Sơn cũng sẽ không bao giờ hết đạn dược và lương thực, ít nhất là có thể Đông Sơn tái khởi ở Mã Tây. Triệu Lỗi Phong nói, tôi cũng nghe bố tôi nói điều này, nhưng tôi vẫn không cam lòng. Nếu có thể, tôi không muốn nhà họ Triệu của chúng ta rời khỏi Tây Sơn. Thật quá thảm hại, và tôi cũng không thích cấp cao của Hoa Hạ, họ cho phép chúng ta làm những việc kinh doanh độc quyền khi họ cần chúng ta. Và bây giờ họ lại bắt đầu đàn áp chúng ta. Lão Mộ bất lực lắc đầu, đã vậy, ông cũng chỉ có thể cam chịu số phận thôi, nếu như lúc này mà nói muốn đối nghịch với cấp kép Hoa Hạ thì kết cục cũng sẽ như nhà họ Nguyên thôi. Tôi thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Triệu Lỗi Phong chắc chắn nói, yên tâm đi, Lão Mộ, tôi cũng biết tình huống hiện tại, tôi sẽ tính kế thật tốt, sẽ không bao giờ để nhà họ Triệu thực sự giống như nhà họ Nguyên. Lão Mộ nghe xong, nhẹ nhõm gật đầu. Sau đó rời khỏi phòng. Triệu Lỗi Phong xoa xoa thái dương, suy nghĩ hồi lâu mới đến phòng của Triệu Lập, lúc này Triệu Lập đang uống rượu đỏ, vừa thấy ông ta đi tới, liền nở một nụ cười khinh thường. Triệu Lỗi Phong không quan tâm lắm, kéo ghế ngồi xuống, nhìn Triệu Lập, không phải chú rất muốn ở vị trí của tôi sao? Triệu Lập có chút nghi hoặc nhìn Triệu Lỗi Phong, nhưng vẫn nói thật, đương nhiên, nếu như tôi ngồi ở vị trí của anh, thì tôi nhất định sẽ làm tốt hơn anh. Triệu Lỗi Phong suy nghĩ một chút rồi nói, vậy được, tôi sẽ cho chú một cơ hội. Triệu Lập có chút khó hiểu nhìn Triệu Lỗi Phong, Triệu Lỗi Phong nói, tôi cho chú cơ hội này, chú có thể đi làm một chút chuyện, chắc là chú cũng biết nhà họ Triệu chúng ta có sản nghiệp bên Mã Tây đúng không? Triệu Lập cười nói, đương nhiên biết rồi, không phải là do lúc trước bố cho rằng Hoa Hạ muốn tá ma giết lừa, cho nên mới tìm đường lui cho nhà họ Triệu chúng ta sao? Triệu Lỗi Phong gật đầu, đúng vậy. Những ngành đó thuộc về chú từ khi chú rời Hoa Hạ. Chú muốn ngồi vào vị trí của tôi cũng không phản đối, nhưng ít nhất chú phải thể hiện thực lực của mình, nếu không bảo vệ tốt những sản nghiệp đó, vậy mấy lời chú nói tôi đây không dám tin. Triệu Lập đột nhiên bừng tỉnh sau khi nghe được lời này, không ngờ Triệu Lỗi Phong lại có quyết định như vậy, nghiêm túc hỏi, anh điên à? Triệu Lỗi Phong lắc đầu, không phải điên, tôi chỉ là cho chú và nhà họ Triệu một cơ hội. Triệu Lập nhanh chóng giễu cợt nói, bớt nói mấy lời này trước mặt tôi đi, cho tôi một cơ hội ư, tôi chưa từng biết anh sẽ cho tôi một cơ hội, tê từ trước đến nay tôi vẫn luôn là thế thân của anh, không phải mọi chuyện đều do anh quyết định sao. Tôi chỉ thực hiện mệnh lệnh của anh thôi. Triệu Lỗi Phong nhìn Triệu Lập nói, tôi biết chú không phục, hiện tại tôi cho chú cơ hội vượt qua tôi. Nếu chú có thể đứng vững bên Mã Tây, đến lúc đó trở về, cho dù chú bảo tôi thoái vị, tôi cũng nguyện ý làm. Triệu Lập chỉ vào Triệu Lỗi Phong, anh nói đấy. Đúng, tôi đã nói. Triệu Lập uống xong một ly rượu, xoay người đi ra ngoài, Triệu Lỗi Phong cũng không thèm nhìn ông ta, sau khi Triệu Lập rời đi liền nở nụ cười. Lão Mộ lúc này mới xuất hiện ở bên cạnh ông ta, gia chủ, hà tất gì phải làm vậy chứ? Ông hoàn toàn có thể để hắn ở lại. Triệu Lỗi Phong lắc đầu, không, người em trai này, dù sao vẫn còn hơi ngu dại, tâm tính vẫn còn chưa trưởng thành. Nếu ở lại nơi này, sẽ chỉ bị Cục Hồng Thuẫn ăn thịt đến nỗi xương cũng không còn đâu, để hắn đi Mã Tây, ít nhất hắn cũng có thời gian để trưởng thành. Lão Mộ nghe xong cũng không nói gì. Chương 729, thế lực đến từ nước ngoài. Triệu Lỗi Phong lắc đầu, nhưng thật đáng tiếc, lần này không có người thế thân để dùng. Từ nay tôi phải tự mình làm hết mọi việc.
Lão Mộ mỉm cười, cái này không phải rất tốt sao? Ít nhất ông cũng không cần phải trốn trong bóng tối nữa. Triệu Lỗi Phong chỉ cười cười, ngồi xuống chiếc ghế nơi em trai mình đã ngồi, thật ra, làm thế thân của người khác thật sự là một chuyện rất không thoải mái. Lão Mộ không nói gì cả. Triệu Lỗi Phong tiếp tục, mặc dù tôi biết rằng điều này sẽ nguy hiểm hơn, nhưng chiến dịch tiêu diệt hành động của Cục Hồng Thuẫn vẫn cần được đẩy nhanh hơn. Bây giờ những kẻ xâm lược và tôi chỉ đang xem con dao của ai nhanh hơn thôi. Nếu tôi tiêu diệt Cục Hồng Thuẫn trước thì sẽ không có việc gì, Hoa Hạ cũng không có cách nào làm gì được nhà họ Triệu của chúng ta trong thời gian ngắn cả. Đương nhiên, Lão Mộ biết rõ nguy cơ của loại mệnh lệnh của Triệu Lỗi Phong cao như thế nào. Nhất là bây giờ bọn họ vẫn không biết kẻ đột nhập là ai và có phải là trong đám nhân viên hay không. Triệu Lỗi Phong nhìn phong cảnh phía xa, nếu không dám mạo hiểm một chút thì tôi không xứng làm gia chủ, dù sao tôi cũng phải có bản lĩnh mạo hiểm. Triệu Lỗi Phong nói xong, Lão Mộ chỉ mím môi mà không nói gì. Sau khi Diệp Vô Phong làm việc xong, anh lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng nhìn thấy tin nhắn của Đường Trảm. Đội của Du Kinh Hồng vẫn đang bị truy sát. Thậm chí Hồng Á Phương còn suýt nữa bị tóm gọn, nếu không có Tiểu Yêu hạ gục mấy người bắt Hồng Á Phương vào thời khắc mấu chốt thì cô ta đã bị bắt sống rồi. Sau khi Diệp Vô Phong biết chuyện này, lông mày của anh đột nhiên nhíu lại. Anh gọi cho Đường Trảm, ngay sau đó Đường Trảm đã trả lời cuộc gọi, giọng điệu Đường Trảm có chút sốt ruột, lão đại, cuối cùng anh cũng gọi điện cho em rồi. Diệp Vô Phong tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Đường Trảm nói, đương nhiên không phải vấn đề ở chỗ em. Là của Du Kinh Hồng. Diệp Vô Phong có chút khó hiểu, tôi cũng nhìn thấy tin nhắn của cậu trên điện thoại, nhưng chuyện này không phải đã giải quyết rồi sao? Không phải bọn họ đã thoát khỏi vòng vây của nhà họ Triệu rồi sao? Đường Trảm hít sâu một hơi, lần này hoàn toàn không phải nhà họ Triệu, là một thế lực ngoại bang. Diệp Vô Phong vừa nghe xong liền nhíu mày, anh không biết đây là ý gì, phải biết rằng ở Hoa Hạ, cho dù thế lực ngoại bang mạnh đến đâu, nhất định sẽ không thể thắng được chính phủ của Hoa Hạ. Hơn nữa, chính phủ Hoa Hạ cũng nói rằng các tổ chức quốc tế có mục đích bị cấm vào Hoa Hạ, nếu họ đến để du lịch, họ thậm chí sẽ bị nhìn chằm chằm suốt ngày đêm. Tình hình này đương nhiên làm cho các thành viên của các tổ chức quốc tế không thích đến Hoa Hạ, bởi vì chỉ cần họ đến Hoa Hạ, sẽ có người nhìn chằm chằm vào họ. Nói rõ ràng đi, Diệp Vô Phong nhíu mày. Đường Trảm nói, không chỉ có nhà họ Triệu truy lùng đám người Du Kinh Hồng, mà còn có các thế lực quốc tế, một tổ chức tên là ADRA, chắc là anh có ấn tượng đúng không? Diệp Vô Phong sau khi nghe điều này đã vô cùng sửng sốt, bởi vì anh biết ADRA là tổ chức gì. Đây không phải là tổ chức của Killian sao? Diệp Vô Phong nghĩ đến tổ chức ADRA là của ai, đó không phải là tổ chức trực thuộc Long Môn của họ sao? Tổ chức này làm sao có thể đến Hoa Hạ, nếu Long Môn có mệnh lệnh như vậy, Đường Trảm nhất định sẽ biết. Cho nên chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, Diệp Vô Phong không biết, Đường Trảm cũng không biết. Đó là lý do em nói đã xảy ra chuyện lớn. Em thậm chí còn không biết trong đám thành viên của ADRA đến Hoa Hạ lần này có Tứ Đại Thiên Vương hay không. Đường Trảm nói nhanh. Diệp Vô Phong nghe xong liền biết Đường Trảm đang ám chỉ cái gì, tuy rằng tổ chức ADRA này thuộc về Long Môn, nhưng thật ra là tay chân của Lộ Á. Nếu không có Lộ Á, ADRA sẽ không bao giờ xuất hiện ở Hoa Hạ. Lộ Á định động thủ với Du Kinh Hồng sao? Nhưng về phương diện này thì có lợi hại gì chứ? Diệp Vô Phong hoàn toàn không hiểu, nhất là không hiểu vì sao Lộ Á lại làm như vậy. Nhưng anh biết rằng mình phải đi ra ngoài và tự mình xem xét vấn đề này. Anh thờ ơ nói, bên ADRA giao cho tôi sẽ tranh thủ thời gian ra ngoài xem xét. Vậy thì tốt rồi, em sẽ đợi anh. Đường Trảm cúp điện thoại, Diệp Vô Phong đang nghĩ ngày mai mình được nghỉ, vì thế anh muốn đi ra ngoài một chuyến. Buổi tối làm xong tất cả mọi việc, Diệp Vô Phong trực tiếp đi ra ngoài, Lão Mộ đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh. Diệp Vô Phong có chút tò mò nhìn Lão Mộ, không biết lão già này muốn làm cái gì, anh chỉ là một phụ bếp bình thường, hẳn là không có cách nào thu hút lão già mới đúng chứ. Nói cho cùng, thực lực của Lão Mộ nhất định là ở cảnh giới chiến thần, còn là cảnh giới chiến thần cao cấp. Loại cảnh giới này đã được coi là rất cao ở Hoa Hạ, cho dù đặt ở kinh đô của Hoa Hạ cũng tuyệt đối ở hạng nhất. Nhưng một người như vậy lại trung thành ở trong nhà họ Triệu để bảo vệ nhà họ Triệu, điều này khiến Diệp Vô Phong có phần khó hiểu. Đại gia, ông tìm tôi có chuyện gì sao? Diệp Vô Phong tò mò hỏi. Lão Mộ gật đầu, không phải cậu muốn vượt qua quản gia Tần sao? Vậy hiện tại tôi cho cậu cơ hội gửi bức thư này cho cục tỉnh.
Diệp Vô Phong tò mò nhìn về phía lão Ngộ cười nói, không phải cậu muốn đi ra ngoài sao? Đây là chuyện thuận tiện, cũng là một chuyện tốt đấy. Diệp Vô Phong nhìn lão Ngộ một hồi, sau đó nói, là công việc tốt, nhưng tôi không thể làm không công. Dù sao cũng phải đưa tiền cho tôi, đúng không? Cho dù không nhiều thì cũng phải đưa tiền phí xe cho tôi chứ. Nghe xong lời này, lão Ngộ đột nhiên nở nụ cười, không ngờ Diệp Vô Phong lại keo kiệt như vậy, nhưng ông ta vẫn gật đầu nói, đừng lo lắng, cậu đã nói thì tôi sẽ đưa cho cậu. Diệp Vô Phong cười nói, thật ra cũng không phải tôi keo kiệt. Mong ông có thể hiểu chuyện này. Hiện tại tôi không có nhiều tiền, khi đến nhà nhà họ Triệu, tôi chỉ có mấy trăm tệ thôi. Lão Ngộ nói mình có thể hiểu được, Diệp Vô Phong cầm lấy thư trong tay, có chút kỳ quái nói, bây giờ đã là thời đại gì rồi, còn dùng loại thư này để truyền tin, gửi tin nhắn không phải tốt hơn sao? Anh chỉ lẩm bẩm nhưng vẫn quay người bước ra khỏi cửa. Sau khi rời khỏi nhà họ Triệu, sắc mặt của anh mới thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, anh biết phía sau nhất định có người theo dõi mình, đây là một loại thăm dò. Lão Ngộ bảo anh đưa thư, cho anh cơ hội trèo lên cao, đây không phải sự thật, thăm dò anh mới là thật. Nếu lúc này anh mở bì thư ra thì có thể khẳng định rằng anh chính là kẻ đột nhập, cho nên anh không hề động đậy. Sau khi kiểm tra biển báo xe buýt, anh liền lên xe, nhanh chóng đi về phía cục tỉnh. Chương 730, vẫn bị nghi ngờ. Sau khi đến cục tỉnh, anh đưa bì thư, sau đó vô tư bước ra ngoài, kiểm tra điện thoại xong, anh liền trực tiếp đi đến thành phố thương mại phồn hoa nhất Tây Sơn. Anh bước vào thành phố thương mại mà không chút do dự. Mấy người đi theo sau đều nhìn nhau rồi nhanh chóng đi theo, nhưng đáng tiếc bọn họ hoàn toàn không bắt được Diệp Vô Phong. Bởi vì sau khi Diệp Vô Phong vào siêu thị, anh trực tiếp rời khỏi thành phố thương mại qua một lối ra khác, những người phía sau vẫn đang tìm kiếm dấu vết của anh trong thành phố thương mại. Sau khi Diệp Vô Phong ra khỏi thành phố thương mại, nhìn lướt qua địa chỉ mà đường trảm đã gửi cho mình, liền vội vàng đi tới. Khi đến một căn nhà tương đối đổ nát, đường trảm và một đám người đang ở đó, lúc này đường trảm vô cùng phấn khích khi thấy Diệp Vô Phong đến, lão đại, cuối cùng anh cũng tới rồi, em tưởng anh thật sự cắm rễ vào nhà họ Triệu rồi chứ. Diệp Vô Phong nói, đừng nói nhảm nữa, Adra mà cậu nhắc tới là tình huống gì, nhưng tôi biết Kilian là người của Lộ Á. Đường trảm thở dài một hơi, em cũng biết mà, nhưng anh cũng biết Adra luôn là tổ chức cấp dưới của Long Môn, cho nên bất kỳ hành động nào đều sẽ dựa vào nhiệm vụ của Long Môn, nhất là bây giờ loại nhiệm vụ tiến vào hoa hạ này lại càng như vậy. Diệp Vô Phong nhìn đường trảm vội nói, chuyện này em không có nói dối anh đâu, em cũng tuyệt đối không nói cho Lộ Á biết tung tích của anh. Tên nhóc đó rõ ràng là có dã tâm, nếu muốn ngồi vào vị trí của anh, cách trực tiếp nhất là giết anh. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, nếu đã biết điều này thì chắc là hắn rất muốn biết tung tích của tôi. Đường trảm có chút khó hiểu nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nói, mà bây giờ Adra đang ở hoa hạ, nếu tôi ra tay, hoặc nếu cậu ra tay, Lộ Á sẽ biết tung tích của chúng ta. Đường trảm bất lực nói, bởi vậy nên đây là chỗ phiền phức nhất, nếu chúng ta ra tay, Lộ Á sẽ biết chúng ta đang ở hoa hạ, mà nếu hắn biết, vậy thì cả Long Môn đều biết, cả thế giới sẽ biết rằng anh đang ở hoa hạ, lại còn thành ra lập nghiệp. Diệp Vô Phong nói một cách nghiêm túc, tôi không muốn cuộc sống của mình ở hoa hạ bị xáo trộn, cũng không muốn vợ tôi bị tổn thương dưới bất kỳ hình thức nào. Đường trảm gật đầu, chuyện này em cũng biết anh muốn quy về ở ẩn, nhưng hiện tại cái khó là, sau khi Du Kinh Hồng bị nhà họ Triệu truy sát, cô ta đã lâm vào tình cảnh rất chật vật rồi. Nếu Adra lại ra tay, vậy thì Du Kinh Hồng có thể không thể chịu đựng được. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, nói, bên Adra vẫn cứ để tôi giải quyết. Nếu bọn họ không biết điều, cũng lắm lần này tôi sẽ khiến bọn họ làm nhiệm vụ thất bại là được. Đường trảm nói, nếu anh giải quyết Adra, vậy thì bên em cũng không có vấn đề gì. Nhà họ Triệu không thể gây sóng gió, còn Du Kinh Hồng tuyệt đối an toàn. Diệp Vô Phong nghiêm túc nói, tôi chỉ có 2 ngày, phải nhanh lên, tôi sẽ không đi gặp Du Kinh Hồng, cậu cứ tiếp tục bảo vệ bọn họ. Đường trảm vỗ ngực nói, chuyện này cứ giao cho em đi. Diệp Vô Phong sau khi nghe lời này liền gật đầu, được, vậy giao cho cậu. Sau khi Diệp Vô Phong rời khỏi căn nhà này, anh có chút nghi hoặc, nếu đường trảm và những người khác đều ở nơi này, tại sao lại không tìm một căn nhà tốt hơn? Mà lại thuê một căn tồi tàn như vậy? Anh không hiểu đường trảm đang nghĩ gì. Diệp Vô Phong cũng biết khách sạn nơi Adra đang ở, sau khi đến khách sạn, anh đi vào gian phòng nghiệp vụ,
mặc một bộ quần áo của người dọn dẹp rồi đến căn phòng nơi các thành viên Adra ở. Xin chào ngài, phục vụ phòng. Diệp Vô Phong bấm chuông cửa nói. Một người ra mở cửa, đây là một người đàn ông cường tráng, mặc áo ngắn tay màu đen trong môi trường tiết xuân sẽ lạnh này, đúng là có chút bản lĩnh. Ít ra là không sợ lạnh. Phục vụ phòng gì? Charlie hỏi. Diệp Vô Phong nói, đây là một tờ giấy mà một vị khách yêu cầu tôi đưa cho anh. Diệp Vô Phong lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra, trên đó có viết mấy dòng chữ. Charlie nghe vậy liền cau mày, nhưng anh ta vẫn không nghĩ nhiều, cầm tờ giấy rồi đi vào, Diệp Vô Phong xoay người rời đi. Vào phòng, Killian có chút nghi ngờ nhìn Charlie, Charlie đưa tờ giấy cho Killian, tất cả đều là chữ Hoa, tôi không đọc được. Killian cầm tờ giấy lên, nhìn dòng chữ trên đó, vẻ mặt lập tức thay đổi, ai đưa cái này cho anh? Charlie chỉ tay về phía cửa, vừa rồi một người phục vụ đã đưa nó cho tôi, nhưng anh ta đã đi rồi. Killian cau mày, đây là người biết thân phận của chúng ta, lại còn cảnh báo chúng ta rời đi. Charlie ngay lập tức khó chịu khi nghe điều đó, cái gì? Bảo chúng ta rời đi ư, hắn không biết chúng ta là ai à? Lúc này Killian mới nói, hắn biết rõ chúng ta là ai, cho nên mới đề nghị như vậy, nhưng tôi muốn xem hắn có năng lực gì mà uy hiếp chúng ta như thế này. Killian đập tờ giấy trên bàn, trên đó có viết, Du Kinh Hồng không phải người mà các người có thể trêu chọc, mau rời đi, nếu không sẽ bị giết không thương tiếc. Charlie giận dữ nói, lão đại, xem ra có người muốn ngăn cản nhiệm vụ của chúng ta. Killian thờ ơ nói, mặc kệ hắn muốn làm gì, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này. Du Kinh Hồng khi động thủ ở Long Môn rất kiêu ngạo. Nếu không phải tư lệnh Diệp buông tha cho cô ta tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Charlie nói một cách tự tin, lão đại đừng lo lắng, nếu tôi bắt được cô ta, tôi sẽ giết cô ta trước tiên. Killian dửng dưng liếc nhìn Charlie, rồi nói, đừng quá kiêu ngạo, sức mạnh của Du Kinh Hồng là ở cảnh giới chiến thần, hoặc thậm chí vượt ra ngoài cảnh giới chiến thần, cho nên anh đi tới cũng chỉ là tặng đồ ăn cho người ta thôi, người ta có thể vả chết anh đấy. Charlie chỉ biết nở nụ cười ngượng ngùng sau khi nghe điều đó. Killian nói với khoảng chục người trong phòng, tôi không quan tâm lần này sẽ hy sinh bao nhiêu, nhiệm vụ phải hoàn thành cho tôi, biết không? Mọi người gật đầu đồng thanh, đã biết. Sau khi những lời này thốt ra, Killian cuối cùng cũng hài lòng ngồi trở lại chỗ của mình. Họ đang chờ đợi cơ hội. Họ biết vị trí chung chung của đám người Du Kinh Hồng, nhưng không biết vị trí cụ thể ở đâu, vì vậy họ cần phải chờ nhà họ Triệu tìm ra Du Kinh Hồng rồi mới hành động. Chỉ cần Du Kinh Hồng xuất hiện, họ có thể tham gia vào công cuộc xiết cổ Du Kinh Hồng. Sau khi Diệp Vô Phong rời khỏi khách sạn, anh đi về nơi mà Du Kinh Hồng đang trốn, tuy rằng anh biết hiện tại không thể tiết lộ hành tung của mình. Nhưng chỉ xem một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Lúc này Du Kinh Hồng đang chăm sóc cho Hồng Á Phương, mặc dù Hồng Á Phương đã được xuất viện nhưng vết thương vẫn còn và chưa lành hẳn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 730.